Thưa quý vị, và trong phút này đây chúng tôi nhận thấy sự hiện diện có mặt trong chương trình ngày hôm nay, lúc này là sự hiện diện của Á hậu 1 Hoa hậu Đại sứ Hoàng Vũ 2018 Lê Kiều Nhung. Xin được mời lên sân khấu ca sĩ đạo diễn trẻ Dương Minh Tuấn. Miss FV, Tổng giám đốc công ty VA sẽ trao kỷ niệm chương vinh danh những người con nổi tiếng quê hương Trà Vinh. Và ngay bây giờ trở lại với chương trình văn nghệ, chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng đến với ca khúc Xuân Đã Đến. Và với ca khúc này, xin mời tất cả quý vị cùng đến với ca sĩ đạo diễn trẻ Dương Minh Tuấn. À, vâng, nói là tiếng chào thân thương và trân trọng nhất. Và bây giờ Tết tới thì thôi, gặp nhau chưa xin cái gì thì thôi, cho Tuấn xin một chàng lì xì pháo tay được không ạ? Phải như vậy nó mới vui. Một lần nữa được không ạ? Mẫu quá luôn. À, thì hôm nay tôi rất là vui khi được về đây tham gia một cái chương trình mà ý nghĩa của tỉnh nhà tổ chức thế này. Thì là một người con của quê hương Trà Vinh, thấy quê hương của mình ngày càng phát triển thì Tuấn cũng rất là hạnh phúc. Nhưng mà hồi chiều là Tuấn về đây là đi từ lúc 2 giờ rưỡi mà về tới đây là không kịp. Thành ra là bây giờ là em đẹp không cần son phấn. Thì thôi không làm mất thời gian của bà con, bắt đỡ một ca khúc đầu tiên, một sáng tác của Tuấn, bài hát được mang tên Xuân Đã Đến. Vỗ tay lên đi ạ. Yeah. Một mùa xuân lại đến, xin chúc cho tất cả mọi người một mùa xuân ấm no, mang hạnh phúc cho nhà nhà. Ngày đầu năm ta chúc cho nhau một năm mới ăn kem phát tài, nhà nhà vui say đón Tết, bày trẻ thơ khoe áo mới, cầm trên tay những bao lì xì, lì xì, lì xì, lì xì. Yeah, năm cũ bước qua năm mới lại bắt đầu, chúc ông chúc bà sống hơn mà trăm tuổi, chúc cho cha mẹ sống đời luôn hạnh phúc, cô bác dồn chuyển sang mà tăng trưởng, suy thoái không còn, mọi người càng sung sướng, ổn định đi lên năm mới lại phát tài, tiền bạc dồi dào được như ước nguyện. Năm mới xin gửi lời chúc đầu năm phú quý ngập tràn nơi nơi, hạnh phúc, hạnh phúc các bạn, hạnh phúc lắm không rồi bà con ơi. Quý vị ơi, bây giờ cái không khí mình vắng lặng quá thì thôi bây giờ mình 1, 2, 3, một chàng pháo tay nữa đi ạ. 1, 2, 3, lên nào.
Một mùa xuân lại đến, xin chúc cho tất cả mọi người một mùa xuân ấm no, mang hạnh phúc cho nhà nhà. Ngày đầu năm ta chúc cho nhau một năm mới ăn khen phát tài, nhà nhà vui xây ấm tên, bày chè thơ khoe áo mới, cầm trên tay những bao lì xì. Lì xì lì xì yeah. Năm cũ bước qua năm mới lại bắt đầu, chúc ông chúc bà sống hơn mà trăm tuổi, chúc cho cha mẹ sống đời luôn hạnh phúc, cô bác họ hàng mừng ăn thì khấm khá, công việc dập dồn chuyển sang mà tăng trưởng, suy thoái không còn, mọi người càng sung sướng, ổn định đi lên năm mới lại phát tài, tiền bạc dồi dào được như ước nguyện. Năm mới xin gửi lời chúc đầu năm phú quý ngập tràn nơi nơi, hạnh phúc hạnh phúc các bạn, hạnh phúc, let's go. Vâng, cũng vì thời lượng chương trình có hạn, thành ra là hôm nay Tuấn chỉ hát một ca khúc xuân thôi. Còn một ca khúc nữa mà gắn liền với tên tuổi của Tuấn, tiếp cận gần hơn với tất cả bà con bác khán giả, là ca khúc được mang tên, có ai biết không ạ? Lớn lên! Có nói nhớ không thành lời, anh yêu em yêu thế thôi, có nói gì em cũng đã rời xa anh mất rồi. Hát chơi khúc thôi. Vâng, bây giờ là vì thời lượng chương trình nó cũng có hạn, nên thành ra Lê Tuấn xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như là diễn viên, nói chung là những người con của quê hương Trà Vinh mình, trong cái chương trình ngày hôm nay, những ai mà đã đi lên cái thảm đỏ này nè, thì bây giờ thì tất cả anh chị em mình lên đây cùng hát với Tuấn ca khúc chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chương trình Xuân Sum Họp. Hả? Sao anh? Có sự nhầm lẫn đâu đây à? Không, em chữa được, em xoa rồi, xóa làm lại nha. Thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp Dương Minh Tuấn ở vòng chung kết Giáng Xuân, và Tuấn sẽ ngồi ở vị trí giám khảo khách mời để chọn ra chúng ta người đẹp ở Trà Vinh, và người đẹp này sẽ tham gia vào dự án sắp tới phim của Dương Minh Tuấn, có phải không ạ? Nói về phim thì em cũng hơi phiêu lưu, nhưng mà nói về MV ca nhạc thì em bào tới luôn. Vâng, và chắc chắn rằng trong chung kết Giáng Xuân thì Tuấn sẽ phục vụ bà con và các bạn nhiều ca khúc hơn nữa. Dạ đúng rồi. Cái lúc đó chắc em phải chuẩn bị theo một cái USB cắm vô hát luôn. Dạ, mà mở cho hát chứ hát không nổi nhiều quá. Thôi bây giờ một lần nữa thì thôi, Tuấn xin phép. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, và Tuấn ơi, thì lát nữa đây thì chúng ta sẽ tham gia vào ca khúc chủ đề trong chương trình Xuân Sum Họp. Thưa quý vị, và trong phút này đây chúng tôi nhận